bạn đã quay trở lại nơi cập nhật những thông tin bóng đá quốc tế mới nhất, nhanh nhất và nóng nhất dành cho người hâm mộ. Trước khi đến với nội dung chính trong ngày hôm nay, các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ chúng tôi. Và sau đây là những nội dung chính trong ngày hôm nay. MU nhắm trung vệ của Real Madrid thay Maguire. Tỷ phú Anh bác tin MU đã thuộc về người Qatar. MU thanh lọc 7 ngôi sao trong mùa hè năm 2023. Mbappe đang trên đường đến Real Madrid. Quỷ đỏ nhắm trung vệ của Real Madrid thay Maguire. Theo Nacional của Tây Ban Nha, MU có thể tìm cách chiêu mộ trung vệ Eder Militao của Real Madrid nếu như chia tay Harry Maguire. Mùa giải vừa qua, Harry Maguire chơi không tốt trong màu áo MU. Dù đang đeo băng đội trưởng của câu lạc bộ, nhưng anh thậm chí không có được vị trí đá chính. Nếu như tiếp tục ngồi dự bị, vị trí của Maguire ở đội tuyển Anh sẽ bị ảnh hưởng đáng kể. Khi mà vòng chung kết Euro đã diễn ra vào năm tới, Harry Maguire thì cần được đá chính thường xuyên tại câu lạc bộ. Cựu sao của Leicester cũng đã bắt đầu nghĩ đến việc rời MU ở hè 2023. Phía đội chủ sân Old Trafford cũng sẵn sàng để trung vệ này rời đi nếu như nhận được lời đề nghị hợp lý. MU bỏ ra 80 triệu bảng để mua Harry Maguire từ Leicester, nhưng họ sẵn sàng bán anh với mức phí 30 triệu bảng ở thời điểm hiện tại. Tottenham Hotspur và Newcastle là những đội bóng quan tâm đến cầu thủ sinh năm 93. Theo Nacional của Tây Ban Nha, Quỷ đỏ có thể tìm cách chiêu mộ trung vệ Eder Militao của Real Madrid nếu như chia tay Harry Maguire. Huấn luyện viên Ten Hag đánh giá cao sự đa năng của Militao, người có thể đá trung vệ hay hậu vệ phải đều tốt. Nguồn tin trên còn cho biết ông thầy người Hà Lan muốn Militao trở thành thủ lĩnh mới nơi hàng phòng ngự của đội chủ sân Old Trafford. Quỷ đỏ vẫn đang trong quá trình đổi chủ, nếu Quỷ đỏ thuộc về những ông chủ mới, ông Ten Hag sẽ có thêm ngân sách để mua sắm. Cựu huấn luyện viên Ajax muốn có thêm một trung vệ, một tiền vệ trung tâm, một thủ môn và một tiền đạo mới. Tỷ phú Anh bác tin MU đã thuộc về người Qatar. Sir Jim Ratcliffe khẳng định ông vẫn đang tham gia cuộc đua tiếp quản Man United, bất chấp các báo cáo cho rằng người Qatar đã chiến thắng. Người đàn ông giàu nhất nước Anh tin rằng lời đề nghị của ông chính là thứ mà một câu lạc bộ đặc biệt như MU cần. Ratcliffe đang trong cuộc đua trị giá 6 tỷ bảng với chủ ngân hàng người Qatar, Jassim bin Ahmad Al Thani. Những truyền thông tại Trung Đông nhiều lần đưa tin về chiến thắng của Sheikh Jassim. Gần nhất là thứ tư là một tờ báo tại Qatar, nhưng Ratcliffe, ông chủ của tập đoàn hóa dầu Ineos, đã ngay lập tức đưa ra tuyên bố xác nhận vẫn trong cuộc đua. Tôi đã ký một thỏa thuận không thể tiết lộ nên tôi không thể nói quá nhiều, nhưng vẫn còn một quá trình và chúng tôi đang trong quá trình đó. Mặc dù cả hai ứng viên đều đã đưa ra đề nghị thứ ba và là cuối cùng vào cuối tháng 4, nhưng giới chủ nhà Glazer và tập đoàn Renner, đơn vị được phụ trách thương vụ này, sau đó đã tính phép của Ratcliffe và Sheikh Jassim đều điều chỉnh thêm các đề nghị của họ. Jassim muốn kiểm soát 100% trong khi Ratcliffe sẵn sàng đề nghị mua phần lớn cổ phần. Điều này có thể cho phép đồng chủ tịch hiện tại của MU là Joe Glazer và Avram Glazer duy trì sự hiện diện ở câu lạc bộ thêm một thời gian. Nhưng hơn một tháng sau thời điểm đó, vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra và thậm chí là có khả năng nhà Glazer cuối cùng sẽ quyết định không bán. Ratcliffe nói thêm, chúng tôi có một lời đề nghị tốt và đã gặp nhà Glazer vài lần, chúng tôi đã có những cuộc thảo luận tốt với họ. Chúng tôi vẫn rất muốn làm điều đó và chúng tôi sẽ làm điều đó vì những lý do đúng đắn. Nhưng cuối cùng đó là quyết định của họ chứ không phải quyết định của chúng tôi. Khi được hỏi thêm về lý do tại sao đã dành quá nhiều thời gian cho cuộc đua, Ratcliffe cho rằng sự hấp dẫn về mặt cảm xúc với câu lạc bộ mà ông ủng hộ khi còn là một cầu thủ trẻ sống tại Bolton là một yếu tố quan trọng, Ratcliffe nói. Các đội như vậy không thường xuyên có mặt trên thị trường. Có một số đội đặc biệt, giá trị của chúng tôi xu hướng tăng lên. Giá trị của những đội như thế này rất đặc biệt và hiếm có, giống như tác phẩm nghệ thuật vậy. MU thanh lọc 7 ngôi sao trong mùa hè năm 2023. MU đang lên kế hoạch chiêu mộ thủ môn Andre Onana từ Inter Milan và đội tuyển Cameroon, nhưng có thể phải bán đi một số cầu thủ để có đủ tiền thực hiện thương vụ này. MU đang cố gắng bán ít nhất 7 cầu thủ trong những tuần tới để có thêm kinh phí chiêu mộ thủ môn Andre Onana từ Inter Milan cũng như các tân binh khác. Ông Ten Hag muốn thanh lý cầu thủ, tạo dựng một đội hình theo ý của mình trong mùa giải thứ hai dẫn dắt MU. Sau khi hoàn thành hợp đồng với Mason Mount, Quỷ đỏ đang cố gắng bổ sung lực lượng ở hàng công và hàng phòng ngự. Theo Daily Star, Harry Maguire, Eric Bailly, Telles, Fred, Donny van de Beek, Andre Elanga và Dean Henderson đều nằm trong danh sách cần thanh lý để ông Ten Hag có thêm kinh phí mua sắm. David De Gea, người đã trở thành cầu thủ tự do sau khi hết hạn hợp đồng vài ngày trước đó, đã được dự đoán rời ra đi sau khi câu lạc bộ đột ngột rút lại đề nghị hợp đồng mới. Hiện tại, MU đang nhắm đến thủ môn Andre Onana của Inter Milan, người từng thi đấu dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Ten Hag tại Ajax Amsterdam. Đội chủ sân Old Trafford đã gửi một lời đề nghị khởi điểm trị giá 35 triệu cho cầu thủ quốc tịch Cameroon. Thế nhưng Milan đã thẳng thừng từ chối. Áo quân Champions League yêu cầu mức giá lên đến 60 triệu euro. Mới đây, MU quyết định nâng giá mua Onana lên 39 triệu và nếu thất bại trong vụ Onana, MU chuyển hướng sang những lựa chọn khác rẻ hơn, bao gồm David Raya, Robert Sanchez,
hoặc Justin Bilal. Mbappe đang trên đường đến Real Madrid sau tuyên bố cứng rắn từ người đứng đầu PSG hôm thứ Tư, khẳng định sẽ không chấp nhận mất trắng Kylian Mbappe vào mùa hè tới. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận việc ngôi sao 24 tuổi đến Real Madrid chỉ là vấn đề thời gian. Tình hình của Kylian Mbappe là điều mà Real vẫn đang theo dõi sát sao. Tiền vệ người Pháp không muốn gia hạn hợp đồng với PSG vốn hết hạn vào mùa hè năm 2024. Trong diễn biến mới nhất, chủ tịch Al Khelaifi tuyên bố rõ về tương lai của tiền đạo 24 tuổi. Lập trường của tôi rất rõ ràng, nếu Mbappe muốn ở lại, chúng tôi muốn anh ấy ở lại, nhưng anh ấy cần ký hợp đồng mới và chúng tôi không muốn mất cầu thủ hay nhất thế giới theo dạng chuyển nhượng. Điều đó rõ ràng, Al Khelaifi nói. Vì vậy, đây là một tình huống rất thú vị khi chính Mbappe nắm giữ vai trò quan trọng nhất ở thời điểm này. Tất nhiên sau đó tất cả các bên sẽ cần phải đồng ý về một mức phí chuyển nhượng. Nếu Mbappe rời PSG vào mùa hè này, thời điểm đến khả dĩ nhất của anh có vẻ là Real Madrid. Nhưng nhiều cổ động viên lo ngại rằng câu lạc bộ nước Pháp sẽ không muốn đạt thỏa thuận với Los Blancos bởi mối quan hệ giữa hai đội được cho rất phức tạp trong vài năm gần đây. Nhưng trên kênh YouTube của mình, chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano đã xác nhận rằng PSG hoàn toàn cởi mở trong trường hợp này, không có thời hạn nào đối với Real Madrid. Câu lạc bộ Pháp sẵn sàng đàm phán với bất kỳ đội nào liên quan đến việc chuyển nhượng. Vấn đề còn lại là cách thức nó diễn ra. Mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn cho Real nếu họ chấp nhận bỏ ra một khoản phí chuyển nhượng khổng lồ để nhanh chóng ký hợp đồng với Mbappe ngay trong mùa hè này. Mbappe là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và được cho là sẽ trở thành bộ mặt mới của bóng đá khi cả Messi và Ronaldo đều đã rời châu Âu. Vì vậy, việc PSG yêu cầu mức phí chuyển nhượng lớn là hoàn toàn hợp lý. Được biết, dự kiến 150 đến 200 triệu euro.